Xin chào người, thì đây là một dòng mic của hãng Boya, với brand là BBM700. Thì đây là dòng mic thu âm để bàn dành cho các bạn streamer, các bạn thu nhạc cụ hay là các bạn thu audio để chúng ta biên tập. Thì đây là một trong những dòng mic cho chất lượng âm thanh khá là cao. Đây, trên màn hình bạn thấy đây là cái nút volume của nó ha, để chúng ta điều chỉnh cái tai phone, chúng ta có thể nghe trên cái tai phone đó. Còn đó là nút mute. Thiết kế khá là chắc chắn bằng kim loại nguyên khối, được đúc khá là chắc chắn. Đó, đây đầu lưới của nó thôi các bạn. Đó, đây nhìn tổng thể của sản phẩm BBM700. Và đây cái đuôi của nó thì được tích hợp cái cổng tai phone để bạn có thể nghe trực tiếp ở trên cái con mic này luôn, và một cái cổng cấp nguồn cho cái con mic này cũng như là truyền tín hiệu. Rồi, và tiếp theo nó là một cái hướng tính của con micro này và nút gain ha. Đó, thì nó cho chúng ta tùy chỉnh gain ngay trên thân micro luôn và tùy chọn cái hướng thu. Đó, đây chúng ta có 4 cái hướng thu nha các bạn. Thì tùy theo cái nhu cầu mà chúng ta lựa chọn cái hướng thu cho nó thích hợp để chúng ta có đạt được cái hiệu quả cao cho cái nhu cầu của chúng ta. Đó, còn đây là nút gain, thì chúng ta có thể tinh chỉnh cái gain này tùy theo cái mức âm lượng mà chúng ta mong muốn. Thì đây là một dòng khá là hiệu quả, nó cho chất lượng âm thanh khá là rõ và cũng như là cái khả năng loại bỏ tạp âm cực kỳ là cao nha các bạn. Thì nếu các bạn có nhu cầu về dòng micro thu âm cho để bàn, dùng cho máy tính hay là bạn streamer ha, thì đây là một trong những cái dòng mic mà mình nghĩ nó đáp ứng cực kỳ tốt cho cái nhu cầu của bạn. Thì nếu các bạn có nhu cầu thì mời các bạn ghé tại showroom của mình ha. Xin chào mọi người.